Nam mô Đông Hòa Cũng Thánh Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô Đông Hòa Cũng Thánh Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô Đông Hòa Cũng Thánh Bồ Tát Ma Pháp. Thiên Chúa bài dân quản này đã hết đúng không? Đấy là bài cuối cùng đấy, chia sẻ của quý vị các bạn. Hôm nay bài tế có vẻ ngắn hơn. Bây giờ mới được 30 phút. Lòng thành quân dân phẩm hôm nay, dân trước ca bảo dân nên an tiền, phẩm dân thập điện đôi bên, toàn bộ cái bài chế độ người hiền được hưởng phúc thọ an. Quý vị các bạn xem. Nam mô dân phẩm cũng thánh Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô dân phẩm cũng thánh Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô Đông Phẩm Cúng Thánh Bồ Tát Ma Pháp. Thiên Chúa. Hai đĩa quả được hai cụ đứng sẵn ở trước thềm của đền Lục Giáp để đón lễ, các cụ đón lễ để đưa vào trong đền dâng hương. Các đoàn thập phương vẫn ra vào để ăn lễ và
vật ra vào đền Lục Giáp để làm lễ. Bài tế của các cụ bà thiếu mất tiếng chiêng. Giang trang, không cần phải đeo kính, cụ bà bắt vẫn sáng lắm. Yeah, I'm hai ngọn nến vào trong đền là kết thúc bài tế của các cụ bà tại đền Lục Giáp năm 2024. Quý vị các bạn, đến giờ phút này đã kết thúc bài tế của các cụ bà tại sân đền Lục Giáp năm 2024. Xin chào quý vị và các bạn. Xin tạm dừng video chia sẻ về bài tế của các cụ bà tại đền sân đền Lục Giáp. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau.